Chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Cô xin giới thiệu, cô là Phạm Thị Thanh Tâm, hiện đang công tác tại trường tiểu học số 2 Hương Chữ, thị xã Hương Trà. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý phụ huynh và các em trong chương trình dạy học toán 1. Ở tiết trước, các em đã được học bài, em ôn lại những gì đã học. Hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu nội dung của bài Em vui học toán. Với bài này sẽ giúp các em được trải nghiệm các hoạt động hát hoặc vận động theo nhịp, chơi trò chơi, củng cố kỹ năng cộng trừ các số trong phạm vi 10, vẽ tranh biểu diễn phép cộng, phép trừ, qua đó hiểu được ý nghĩa của phép cộng, phép trừ, củng cố kỹ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật gắn với các hoạt động tạo hình và phát triển các năng lực toán học. Để học tốt tiết học này, các em cần chuẩn bị những nội dung sau: bút chì, tẩy, giấy vẽ và bút màu. Rất mong quý phụ huynh cùng đồng hành với các em để tiết học đạt hiệu quả tốt nhất. Trước khi đi vào nội dung của bài học hôm nay, chúng mình sẽ cùng khởi động bằng một trò chơi. Trò chơi mang tên Giúp ông về tổ. Sau một ngày dài đi kiếm mật, những chú ong lại bay về tổ. Nhưng có một con cụ mèo rất hung dữ, yêu cầu mỗi chú ong phải vượt qua một thử thách của nó. Bây giờ, các em hãy giúp những chú ong vượt qua những thử thách của chú mèo nhé. Chúng mình cùng đến với thử thách đầu tiên. Tìm kết quả phép tính 5 cộng 2. A 5, B 7, C 8. 5 cộng 2 bằng mấy nào? A 5 cộng 2 bằng 7. Chúng mình sẽ chọn đáp án B. Cùng kiểm tra kết quả với cô nào. B là đáp án đúng. Và như vậy là chú ong đầu tiên đã được bay về tổ rồi. Chúng mình cùng đến với thử thách tiếp theo. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào ô trống 9 trừ 4. Ô trống 7. A lớn hơn, B bé hơn, C bằng. Trước khi so sánh, chúng ta phải thực hiện phép tính 9 trừ 4. 9 trừ 4 bằng mấy? A 9 trừ 4 bằng 5. Vậy 5 như thế nào với 7? 5 bé hơn 7. Chúng mình sẽ chọn đáp án B. Cùng kiểm tra kết quả với cô nào. B là đáp án đúng. Và chúc mừng chú ong tiếp theo đã được về tổ. Thử thách của chú ong tiếp theo là gì? Chúng mình cùng quan sát lên màn hình. Phép tính nào có kết quả bằng 8? A 4 cộng 4, B 7 cộng 2, C 9 trừ 3. Rất dễ dàng để chúng mình có thể nhận ra phép tính 4 cộng 4 bằng 8, đúng không nào? Như vậy, chúng ta sẽ chọn đáp án A. Cùng kiểm tra kết quả với cô nào. A là đáp án chính xác. Và một chú ong nữa được bay về tổ. Thử thách của chú ong cuối cùng là gì? Các em hãy quan sát lên màn hình. Tìm kết quả phép tính 6 cộng 1 cộng 2. A 7, B 8, C 9. Để tìm kết quả của phép tính này, chúng ta sẽ tính lần lượt từ trái sang phải. 6 cộng 1 bằng mấy? A 6 cộng 1 bằng 7. 7 cộng 2 bằng 9. Như vậy, chúng ta sẽ chọn đáp án C. Cùng kiểm tra kết quả nào. C là đáp án đúng. Và chú ong cuối cùng cũng đã được về tổ rồi. Như vậy, qua trò chơi vừa rồi, các em đã giúp những chú ong vượt qua những thử thách của cụ mèo. Cô chúc mừng tất cả các em. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào nội dung của bài học hôm nay. Em vui học toán. Các em hãy nhắc lại tên bài học nhé. Em vui học toán. Chúng mình cùng đi vào bài tập đầu tiên. Bài tập 1A, hát và vận động theo nhịp. Các em nhắc lại yêu cầu của bài tập. Hát và vận động theo nhịp. Đây là lời của bài hát.
Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình, lắng nghe cô đọc lời bài hát. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10. Các em đã được lắng nghe cô đọc lời bài hát. Trong lời bài hát có nhắc đến các số mà các em đã được học rồi đấy. Cô xin nhắc lại nhiệm vụ của các em. Hát, vận động theo nhịp, giơ ngón tay biểu diễn các phép tính có trong lời bài hát. Cô nhắc lại, hát, vận động theo nhịp, giơ ngón tay biểu diễn các phép tính có trong lời bài hát. Mời quý phụ huynh hãy quan sát và nhận xét phần trình bày của các em nhé. Bây giờ, cô và các em sẽ đi vào bài hát. Trước khi vào bài hát, cô muốn các em rời khỏi bàn, tìm cho mình một vị trí thật thoải mái để có thể hát, vận động theo nhịp và giơ ngón tay đúng nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng mình cùng vào bài hát. 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10, 1 với 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 với 1 là 5, 5 với 5 là 10. À, như vậy là cô và các em vừa nghe và vận động theo nhịp của bài hát. Vậy các em đã giơ ngón tay biểu diễn đúng các phép tính trong lời bài hát chưa? Cô tin rằng các em đã làm đúng yêu cầu mà bài tập 1A đưa ra. Bây giờ chúng mình cùng sang bài tập B. Giơ ngón tay biểu diễn phép tính. Nhắc lại yêu cầu của bài tập nào. Giơ ngón tay biểu diễn phép tính. Với bài tập này, các em sẽ lắng nghe cô nêu một phép tính bất kỳ và giơ ngón tay biểu diễn phép tính đó. Nhờ bố mẹ và người thân của mình kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng chưa nhé. Phép tính đầu tiên. 1 cộng 1 bằng 2. Các em đã thực hiện xong chưa nào? Bây giờ hãy quan sát lên màn hình. Các em đã thấy gì trên màn hình? À, có một bạn nữ đang nêu phép tính 1 cộng 1 bằng 2. Và một bạn nam đang giơ bao nhiêu ngón tay? Cùng đếm với cô nào. 1, 2. Bạn nam đã giơ 2 ngón tay. Như vậy là bạn nam đã thực hiện đúng yêu cầu mà bạn nữ đưa ra. Chúng mình cùng đến với phép tính tiếp theo. Giơ ngón tay biểu diễn. Bây giờ cô sẽ nêu một phép tính và các em giơ ngón tay biểu diễn phép tính đó, rồi nhờ bố mẹ và người thân của mình kiểm tra xem đã đúng chưa nhé. 5 trừ 3 bằng 2. Các em đã thực hiện xong chưa? Bây giờ hãy quan sát lên màn hình. Các em thấy gì trên màn hình nào? Có một bạn nam đang nêu phép tính 5 trừ 3 bằng 2. Và bạn nữ đang giơ bao nhiêu ngón tay? Cùng đếm nó. 1, 2. À, như vậy là bạn nữ đã giơ số ngón tay biểu diễn kết quả của phép tính. Bạn nữ đã thực hiện đúng yêu cầu của bạn nam. Các em tiếp tục quan sát lên màn hình, xem hai bạn nhỏ trên màn hình giơ ngón tay biểu diễn phép tính như thế nào nhé. Bây giờ chúng mình sẽ chơi trò chơi giơ ngón tay biểu diễn phép tính nhé. 1 cộng 2 bằng 3. 5 trừ 1 bằng 4. 2 cộng 3 bằng 5. 6 trừ 2 bằng 4. Các em vừa quan sát các bạn giơ ngón tay biểu diễn phép tính. Cô tin rằng các em cũng đã thực hiện giơ ngón tay biểu diễn phép tính đúng như các bạn ở trong hình. Cô có lời khen dành cho tất cả các em. Bây giờ chúng mình sẽ sang bài tập 2. Quan sát và cho biết các bạn nắm tay nhau tạo thành hình gì em đã học.
Các em nhắc lại yêu cầu của bài tập 2 nào. Quan sát và cho biết các bạn nắm tay nhau tạo thành hình gì em đã học. Bây giờ các em quan sát lên màn hình, xem và nói cho bố mẹ, người thân của mình nghe các em đã quan sát thấy gì. Các em đã quan sát thấy gì nữa? À, trên màn hình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bàn nhỏ đang nắm tay nhau tạo thành hình tròn. Chúng mình cùng đến với hình ảnh tiếp theo. Các em đã quan sát thấy gì trên màn hình? Các bạn nhỏ trên màn hình đang đứng thành từng cặp đôi đối diện nhau và nắm tay nhau tạo thành hình vuông. Các em tiếp tục quan sát. Các bạn đang tạo thành hình gì vậy? À, ở đây các em thấy có 1, 2, 3 bạn nhỏ đang nắm tay nhau tạo thành hình tam giác. Có rất nhiều cách để chúng mình tạo thành các hình đã học. Bây giờ các em tiếp tục quan sát lên màn hình và xem một số cách tạo thành các hình đã học của các bạn nhé. Ở đây, bạn đã dùng những tấm giấy màu để cắt thành hình tam giác, hình vuông, hình tròn và hình chữ nhật. Những vết tính được các bạn xếp thành hình tam giác, hình vuông và những sợi dây được các bạn tạo thành hình tam giác, hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật được tạo thành từ các hạt đậu. Sau tiết học này, các em hãy thực hiện tạo thành các hình đã học bằng sự sáng tạo của mình và nhờ bố mẹ kiểm tra xem mình đã thực hiện đúng chưa nhé. Bây giờ cô và các em sẽ đi vào nội dung của bài tập 3. Vẽ tranh rồi viết phép cộng, phép trừ, tích hợp. Đây là bức tranh của bạn Trang, bức tranh của bạn Châu, bức tranh của bạn Linh và bức tranh của bạn Dũng. Bây giờ các em hãy quan sát thật kỹ bức tranh của các bạn, nói cho bố mẹ và người thân của mình nghe nội dung của từng bức tranh mà các em quan sát được. Đầu tiên, bức tranh của bạn Trang. Bạn Trang đã vẽ hai chiếc lá. Trên mỗi chiếc lá, bạn Trang vẽ 1, 2, 3 con bò dừa. Như vậy, hai chiếc lá các bạn đã vẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 6 con bò dừa. Và bạn viết được phép tính 3 cộng 3 bằng 6. Đây là bức tranh của bạn Châu. Bạn Châu đã vẽ một bạn nữ cầm trên tay 1, 2 quả bóng và một bạn nam cầm trên tay 1, 2, 3 quả bóng. Như vậy bạn có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 quả bóng. Bạn viết được phép tính 2 cộng 3 bằng 5. Bức tranh của bạn Linh. Bạn Linh đã vẽ 1, 2, 3, 4 con cá. Bạn gạch đi một con cá, còn lại 1, 2, 3 con cá và bạn viết được phép tính 4 trừ 1 bằng 3. Bức tranh của bạn Dũng. Bạn Dũng đã vẽ và tô màu cho 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cá. Bạn gạch đi 1 con cá, còn lại 1, 2, 3, 4, 5 con cá và bạn viết được phép tính 6 trừ 1 bằng 5. Bây giờ các em hãy vẽ một bức tranh, viết phép tính thích hợp với bức tranh, rồi nhờ bố mẹ, người thân của mình kiểm tra xem bức tranh của mình đã đúng chưa nhé. Thời gian dành cho các em bắt đầu.
Thời gian đã hết, các em đã thực hiện xong bức tranh của mình chưa nào? Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình một số bức tranh của các bạn. Đây là bức tranh của bạn Huy. Bạn Huy đã vẽ 1, 2, 3 quả cam. Bạn vẽ thêm 1 quả cam. Như vậy bạn có tất cả 1, 2, 3, 4 quả cam. Bạn viết được phép tính 3 cộng 1 bằng 4. Đây là bức tranh của bạn Ngọc. Bạn Ngọc đã vẽ 1, 2, 3, 4, 5 bông hoa. Bạn gạt đi 2 bông hoa. Còn lại 1, 2, 3 bông hoa. Bạn viết được phép tính 5 trừ 2 bằng 3. Đây là bức tranh của bạn Tiến. Bạn Tiến đã vẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chiếc lá. Bạn gạt đi 2 chiếc lá. Còn lại 1, 2, 3, 4 chiếc lá. Và bạn viết được phép tính 6 trừ 2 bằng 4. Đây là bức tranh của bạn My. Bạn My đã vẽ 1, 2 ngôi sao. Bạn vẽ thêm 1, 2 ngôi sao nữa. Như vậy bạn đã vẽ tất cả 1, 2, 3, 4 ngôi sao. Và bạn viết được phép tính 2 cộng 2 bằng 4. Cô tin rằng các em cũng đã hoàn thành xong bức tranh của mình. Các em có thể nhờ bố mẹ, người thân của mình chụp hình bức tranh gửi cho cô giáo để cô giáo kiểm tra xem bức tranh của mình đã đúng chưa nhé. Do thời lượng tiết học có hạn nên một số bạn chưa hoàn thành bức tranh của mình. Sau tiết học này, các em hãy tiếp tục hoàn thành bức tranh của mình nhé. Các em thân mến, qua tiết học hôm nay, cô nhận thấy các em đã biết hát, vận động theo nhịp và giơ ngón tay biểu diễn các phép tính có trong lời bài hát. Vẽ tranh biểu diễn phép tính phù hợp với bức tranh của mình. Biết nhận dạng các hình đã học, hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật. Một lần nữa, cô có lời khen dành cho tất cả các em. Tiết học đến đây kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt quý phụ huynh và các em.